vậy mà ngoại còn ra công viên tập dưỡng sinh nữa. Đi về bà ngoại không ở đây, bà ngoại ở đâu? Ngoại đi về đi. Con có một chuyện này, con mà nói ra là long trời lở đất luôn đó. Ông đừng quan tâm bà ngoại hả? Trời ơi, bà ngoại giờ nấy mà
trời. Ta đổi mày chứ ca. Cái này là tiểu cái này mày không đỡ tao. Mày đứng thì này chứ ca. Ủa? Mày sao nhở? Hồi nãy có thằng kia nó đưa con. Nó lại. Nó hùng tao. Trời. Đồ con đẹp trai cũng hùng tao hùng ngoại. Mấy người lớn tuổi vợ tuổi sức mạnh quá ha. Hả? Tao ngoại này thấy con được không? Bà xin lỗi. Ủa mà nó hung vậy thiệt không? Không phải hung, tại vì nó hung tao, tao đâu có tốt. Đau thiệt. Nó hành hung tao. Nó bóp cổ tao. Tao sụp mắt kiến luôn. Bởi vậy mấy người lớn tuổi á toàn là lấy cớ để ảo tưởng sức mạnh không à. Nè, con xin lỗi con nữa. Em cần đỡ mạnh lên nha. Yên cái con. Cái con này tình. Mà con không hiểu sao mấy người lớn tuổi cái gì bây giờ ấy. Ê, ừ. Ê, mày nói ai lớn tuổi mày? Tao ngoại mày mà yếm. Tao đâu có muốn già. Tại ông trời ông lấy gì cái tuổi xuân thì của tao lúc nào tao đâu có hay. Tao chưa có già mà. Cho dù tao có già đi mày cũng phải nói lần nữa là nè mà hoa mà trẻ trung hoa mỹ chứ. Chứ đâu mà tao nuôi mày yếm. Tao đẻ tao nuôi mày mà. Cô bé đúng nghe. Trời ơi, mấy người lớn tuổi bây giờ thì... Ê! 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 Trời! Anh tới hả? Sao anh tới đúng giờ vậy? Trời ơi, hôm nay tao mắc còn ngoại, em anh phải đi đúng giờ chứ. Ừ, đúng quá nè, đi đúng giờ vậy đây. Ngoại! Ơi! Bạn trai con dạ, nè! Dạ, con chào. Anh được hả? Tha thứ nè.